Hai chào anh em và siêu nước, mình là từ Rune S70 và các bạn trong video bán là tập số 628 với mã hàng CM số 70. 71 72 gồm 70 chưa gồm. Nguyên do này 70 nó active hơn. Một server cũng thuộc cái thế hệ mà nó lọt vào siêu nữ ra mắt rất là đông. Tuy nhiên những người còn theo đuổi được team siêu nữ mình nói thật không còn nhiều đâu. Vì có khá là nhiều những võ sĩ đã đi kèm trong đó rồi. Mình lấy ví dụ như là Raf là một con cực kỳ hot đúng không các bạn, thần bài nữa đấy, hai con đấy nên thành ra nhiều người nó phá bỏ team siêu nữ đấy, nó không còn giữ chất nữ khi mà cái lượng sát thương trong hai đợt đầu nó còn không còn nổi trội nữa. Ngoài ra những cái búp mình ví dụ như là Sion của các đối phương nó không thể mạnh bằng Sion trong siêu nữ đâu. Đây mà siêu nữ gọi là hoàn chỉnh luôn các bạn nhé. Sẽ 70 level của A Kỳ cũng đã đến tầm 101 rồi. Điều này để các bạn thấy rằng các tính năng gần như là full rồi đấy. Mình chúng ta cùng check qua một tí các bạn nhé. Bạn thì có nhiều ạc thành ra là bán bớt đi thôi. Thành ra giá khá là mềm cho các anh em. Hơn 63.000 kim cương, bộ 6 sói đỏ của Sion, mình xin lỗi là 3 sói đỏ của Sion, Athena với 3 viên đỏ của Superstar Athena, 2 viên đỏ của Deadpai, 1 viên của Silent Soldier Leona và Elizabeth là full vàng. Các bạn thấy rằng Rune đỏ chưa được gọi là thực sự là ghê gớm như những xe vừa cũ hơn, nhưng đây dần dần gọi nhá. Alay mình kết ở hai cái, một là đồ đấy, đồ ngon lắm, một là Rune phải nói là ngon với khoảng độ chỗ đấy mình đồ chừng khoảng 10 viên Rune đỏ lại ít đâu. Đây là bộ hồn lực 5 mình đánh giá cũng là tốt nhất nhỉ của S70 đấy, dù hàng này chỉ có 1x thôi. Với bộ Goddess dành cho team siêu nữ, bộ này lên 5 sao cũng không có gì phải thối tiếc cả, đây đang là trạng thái 3 sao. Và bộ thứ hai là cũng 3 sao của bộ Warden lắp cho Superstar Athena, cực kỳ ngon lành các bạn ạ. Với bộ 3 sao này thì đảm bảo với các bạn là Athena dù đứng ở đâu thì cũng sẽ không bao giờ bị dính gọi là hiệu ứng. Điều này giúp cho Athena giải được hiệu ứng cho toàn bộ team siêu nữ. Đây là một cái cực kỳ quan trọng mà nhiều bạn không để ý. Và mình đã xem rất nhiều ạc chơi team siêu nữ nhưng mà toàn thiếu cái này, khiến cho cái team của team siêu nữ bị khởi dính khống chế quá nhiều. Trong khi đó bản thân team siêu nữ là người đi gây khởi hiệu ứng chứ không phải là kẻ dính hiệu ứng các bạn ạ. Vice thì nó có cái gọi là cái ám mây chờ, sau này ám Kula Băng thì rất là kinh. Đây lại bị ám do là chưa đủ đồ đấy, đây đủ đồ rồi các bạn nhé. Còn được sẽ hạng này lên 5 sao này càng tốt thôi, 3 sao này là ngon rồi đấy, và 5 sao này còn kinh hơn nữa đúng không. Lượng sát thương của võ sĩ Veta tăng vượt trội. Ở lượt 3 thì 2 võ sĩ full nộ thay vì 1 võ sĩ, ngon đúng không các bạn. Đấy, các hồn lực khác thì dần dần các bạn bui sau nhé. Đầu tiên thì cho cái Goddess lên 5 sao đấy. Ok, rồi có thể đưa cái version này lên 2 sao cũng được, mình thấy cũng là cái khá là ngon. Về tình trạng ban môn, vai ở trạng thái nhị môn với server mới này là hợp lý. Công server cũ ông thừa nhiều mảnh vãn năng nhưng server mới lấy đâu ra. Thế nên nhị môn thôi là đẹp rồi các bạn ạ, còn đâu chờ mây trời nó tỏa sáng. Chứ vai tỏa sáng này rất là rác thôi, rất là ai. Silent Soldier Leola ở trạng thái 5 sao 8 môn, tương tự như vậy với Elizabeth. Ở đâu ấy mình phải check bọn này trước chứ. Rồi Athena chẳng hạn ngũ môn, mình nghĩ là sau này nó bán hồn khí rẻ, 12k cương một cái lên lục môn mình thôi. Mảnh vạn năng các bạn nhìn đây thường nó thấy hơn 700 mảnh, không thiếu mảnh vạn năng đâu. Đá thần thế Sion thì đã lục môn rồi, chúng ta sẽ được nghe em chiêm ngưỡng highlight của Sion ngay sau khi mình check xong túi đâu. Chủ yếu mảnh vạn năng và vé Battle Pass là 70 vé. Nếu mà bạn mở tháng này, bạn nào nạp mở tháng này tháng sau lại có luôn. Đây là một cái hồn lực bão tố, một cái hồn lực bão tố luôn, nguyên bản luôn các bạn nhá, chỉ giá khoảng 6-7.000 kim cương gì đấy, một ít túi kim cương thôi, không quan trọng lắm. Mình ngó cái gì thôi, đánh đấu trường đi nhá, đấu trường tí cho nó quay nó sung. Mình nghĩ là như này là có thể đánh vào 1x ấy. À đánh vào top 10 luôn đấy, lực chiến nó không chơi được nhau quá nhiều các bạn. Trong khi đấy team của ta có Sion, có Vice, nói chung là ngon. Đấy. Thời này thì cũng không có nhiều thần bài đâu, không có nhiều thần bài S-Max giống như là server bên mình đâu, nhiều thế. Ôi ông nào thần bài S-Max à, ôi vai thôi, mình rút lại câu vừa rồi các bạn nhé. Thật mình tưởng server này họ lâng yếu. À đây ông này không có đấy các bạn này, mới giết Obito nhá. Đấy, ông này không có thần bài S-Max này giết được, chứ thần bài S-Max hơi khó giết, hơi xui giết thì giết ngay lượt đầu cơ, chứ để lết là khó giết lắm các bạn ạ. Nhưng mà rap còn khó giết hơn nhỉ, rap chính ra khó giết hơn. bị instinct cào trúng, nhưng mà instinct chưa đục vô deck shot. Cái đấy nhé, thần tài không sợ đâu, mình vẫn giết là hết rồi. Vice chưa có full tanh tích thượng, à kìa, chưa có hồn khí nên là cái lợi sát thương của nó là hết xui. Thì chúng ta cùng chờ đón nhé. Xem là có làm nên tròn trống gì không. Rồi, đánh còn chưa khiến thế này biến hình yếu quá. Đối phương là các bạn lại thấy là phản đồ nữ ấy đúng không? Hai con nữ rồi mà ông ấy xoay đấy. Rồi, một pha highlight của vai 2.600.000 hay là 260k, 2.600.000 chứ đúng không? Không nhìn rõ. Rồi, rác trâu quá nhỉ. Ăn được 1.000.000 đam nó hồi máu điên cuồng. Rồi bây giờ nó mới biến hình ấy, quả vừa rồi đam bé thế à? Full tanh tích thương rồi nhưng mà chắc đối phương nó đang nổ run trước. Căng cho đấy. Eli có hồn vũ khí rồi đấy các bạn nhé. Châu ấy không phải Eli cùi đâu. Nhưng mà nói thật sớm thì cũng thay vào đi thôi. Chơi gì Eli được mãi mãi. Mình nghĩ cái thời mà ra Kula Bang mình sẽ thấy Eli. Tạm thời thì đúc Major vào vị trí của ATA 102 hoặc là vị trí của hay còn lêu la chiến binh. Rồi 4 võ sĩ chủ lực, đúng hơn là trong team chỉ có 3 con chủ lực, 2 con chủ lực các bạn, Athena và Sion. Còn lại là Eli có khiên, vai thì hồi sinh liên tục. Đấy. Chứ còn đâu gọi là chuẩn chỉ thì chỉ có Athena và Sion. Nhìn nhìn Athena đối phương châu ấy các bạn ạ. Cùng giới tính đúng không? Đánh mấy con cùng giới tính. Rồi ăn. Ôi giời, hóa ra lúc nãy mới là biến hình kìa. Phí ghê nhỉ. Thế trận này khó thắng rồi các bạn. Rồi chơi lêu la chiến binh phong cách sát thương. Rồi không vấn đề gì cả. Đây quả này là quả là xả đam cuối cùng đấy. Kế hoạch cuối cùng đấy các bạn ạ. Không ăn được là thôi đấy. Triệu 6. Không phải một con số tồi. Thách tao come on à. Giết ra thằng rap là thằng đấy. Lại nhầm vào con stick. Ý tập đấy. Ráp xíu mau nữa nhỉ. Đấy, con vang của mình thật ra chưa hồn vũ khí, nhưng một hồn vũ khí chắc về nhảy của đấy là bay. Kết hợp thêm siêu này là bay. Thôi chấp nhận thôi. Chờ đợi tương lai mới chờ. Chứ còn muốn nổi ngay từ bây giờ thì lực đâu mà nuôi ở mới chờ đã. Lấy cái nọ bù cái chai các bạn ạ. Mà Sion mình đen, các bạn để ý nhá, nó chưa có một pha gọi là đá rơi phát nào. Chưa pha đá rơi được. Chữ ăn hết là đá phải rơi mầm rồi. À thế à, trầu vãi. Đúng 2 con nhỉ. Hoặc không thì các bạn chờ nó bán hồn vũ khí vai giá rẻ 12k em cưa một cái thì xúc một cái cũng được. Chả qua nó chưa bán thôi. Hay bay cả hai thì thơm. Bay cả hai ăn được quả lô xiên. Rồi thế cũng được. Chưa chắc đối phương đã giết được con thế này của mình nhưng mà Cái tầm này Sion trọng nó không thấm ấy rồi, dù là Sion vừa hồi sinh. Đúng ra nó trọng rồi, thấm lắm đấy các bạn ạ, nhưng các bạn thấy nó cũng bình thường thôi. Ô hay, ô thì nó không lấy máu của con kia à? Ô, nó phải có pha biến hình để lấy máu này. Thôi nói chung trên này thì các bạn cũng thua. Vì cái bên mình con bên họ bỏ ra trâu đúng không? Thôi nhá. Bạn nào ngoan thì liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video. Giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí chỉ là 1,3 triệu. Đấy, đánh ông này thắng. Ông này không có rác, mình tưởng nhầm. Thần bài nó không sợ, sợ có rác vì thần bài đây, thần bài hàng sau nó sẽ thiên về tấn công, thành ra là chỉ số thủ của nó sẽ thấp. Thế thì Sion lết vẫn chọc chết được. Đấy, còn con rác thì chịu, rác trâu quá khó chết đấy. Bạn nào ngoan thì inbox nhé.